Được biết, đối tượng là người tỉnh Hắc Long Giang, 57 tuổi, hiện đang cư trú tại quận Phổ Lang Điếm, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Năm 2000, họ Lương và chị Lý quen biết nhau, đến năm 2012 hai người bắt đầu quan hệ yêu đương. Tuy nhiên, sau đó do có bất đồng nên đến tháng 1 năm 2018, chị Lý đưa ra đề nghị đòi chia tay nhưng họ Lương không đồng ý mà nhiều lần yêu cầu giữ quan hệ bạn bè nhưng đều bị chị này từ chối. Khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 3 năm 2018, Lương quyết định tìm đến tận nhà người yêu với ý nói chuyện rõ ràng về quan hệ của hai người nhưng bị chị này từ chối mở cửa. Thấy vậy, ông ta liền đi vòng qua ngõ nhỏ rồi trèo tưởng lẻn vào phòng của chị Lý. Về phía nạn nhân, ngay sau khi họ Lương gõ cửa tìm đến, chị đã gọi điện cho người thân là bà Dương vì sợ ông ta sẽ giở trò làm loạn. Ảnh Minh hỏi. Trong phòng hai người vì chuyện chia tay mà sinh ra cãi giả. Đặc biệt, sau khi nghe xong câu nói chia tay rồi thì là kẻ địch hắn ta cảm thấy người yêu quá tuyệt tình bèn nảy sinh ý nghĩ kết cùng nhau. Nghĩ là làm, đối tượng giật lấy điện thoại của nạn nhân dứt đi, sau đó lấy tay túm tóc chị, một bên đập đầu chị vào cạnh tường, một bên dùng nắm đấm khiến chị ngã xuống đất. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn ngồi đè lên người, dùng dao cắt vào cổ tay của nạn nhân rồi cứa vào tay mình định cùng chết. Đúng lúc này, chị Lý nghe thấy tiếng bà Dương gọi cửa bên ngoài, nạn nhân lợi dụng thời cơ hét lớn rồi chạy ra mở cửa cầu cứu hàng xóm. Họ Lương lập tức giấu hung khí gây án trong bếp nhà chị này rồi cùng nhân viên cứu hộ đưa chị đến bệnh viện. May mắn thay, do được cấp cứu kịp thời chị Lý đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Ngay hôm xảy ra sự việc, em trai nạn nhân đã gọi điện báo cảnh sát. Ngày hôm sau, cảnh sát cho triệu tập đối tượng về để phối hợp điều tra. Thời gian gần dậy, tòa án mở phiên tòa xét xử đối tượng. Tòa án cho rằng, đối tượng có ý đồ cướp đoạt sinh mệnh người khác chỉ vì mâu thuẫn tình cảm. Hành vi này cấu thành tội cố ý giết người. Tuy nhiên, đến cuối chủ động từ bỏ hành vi phạm tội của mình, đồng thời chưa dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong, nên hành vi của đối tượng thuộc tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội. Cuối cùng tòa tuyên án đối tượng mức phạt tù 3 năm. Theo Sinanet,